mình ở chung đụng với nhau nhiều chuyện xảy ra em nhức đầu lắm. Thôi em quyết định về đó, chị hai nhất định phải ra riêng. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, chị hai sẽ nấu đồ ăn rất ngon, từ như vậy trở lên thôi, nhưng vẫn là ngon, bổ, rẻ. Ví dụ chị hai mà không tha tụi mình thì làm sao có những cái bữa ăn ngon. Ví dụ, đúng vậy. Cái này ngon nè. Ngon thiệt. Cái này ngon. Ngon quá trời ngon, tiệm nào mà sắp nổi. Thôi từ từ thôi. Ăn đi. Anh thấy chị hai á, mình suy nghĩ lại đi. Giờ để chị hai ở riêng ở hẻm 1 số 8, sao được em? Chị hai lại nấu ăn ngon như vậy nên em phải suy nghĩ lại, không thể nào cho chị hai đi qua bên hẻm 168 được. Đúng rồi em. Mà chị hai phải nhất định đi qua bên sớm Bến Đò. Sao kỳ vậy? Thì đưa chị hai qua sớm Bến Đò. Tại anh không biết đó. Sớm Bến Đò là nơi mà tập trung những cái gian hàng bán đồ ăn rất là ngon mà rất là đắt khách luôn. Bây giờ chị hai có cái món nghề nấu ăn ngon như vậy là qua bển có tương lai dữ lắm đó. Ừ ha, đúng rồi. Ừ. Vậy khỏi suy nghĩ lại. Ừ. Nên cho nó đi. Đúng rồi. Đúng không? Qua đó mình làm cho chị cái quán ha, rồi chị bán buôn có khách khứa ra vô, cái thì chị quên hết cái nghề cũ, không đánh bài, không cờ bạc nữa. Đúng rồi. Không? Nè. Vậy cũng được á. Em nói với anh ha, ở bên đó nó cũng không xa xôi gì với bên này. Ừ. Anh cũng có thể tiện đi qua bên đó chăm sóc cho chị hai, với lại chị hai cũng có được cái nghề để kiếm tiền nữa. Ừ. Thấy vậy cũng được á. Ừ. Khoan đã. Sao? Biết bà có chịu đi không? Sao không? Mình đã lo hết cho chị hai rồi còn gì. Bây giờ mình qua bển mình kiếm một cái gian hàng, cái mình mua lại, sau đó hai vợ chồng mình sơn sửa, rồi chị hai đi qua bển. Em nói với anh nghe nè, chị hai qua bển buôn bán như vậy, không chừng để dành được tiền dưỡng già nữa đó. Ừ. Thôi được rồi, để anh tìm cách nói chuyện với chị hai. Ừ. Ha? Làm cái gì làm, chị hai nhất định phải dọn ra khỏi nhà. Thì chắc chắn bà phải dọn ra khỏi. Cái gì vậy? Ai á? Anh ra coi coi ai. Ra coi rồi chắc tiếng chó mèo vậy mà. Thôi khuya rồi anh ngủ trước nha. Ngủ đi em dưỡng da cái ngủ. Bà hai đợi đâu? Bà hai đợi đâu? Cái bà gì đợi vậy? Đợi tôi nói chuyện với bà một chút xíu coi. Nè nè tôi này gì vậy anh Lộc? Tại sao vậy? Tại sao bà làm ăn cái kiểu gì kỳ vậy? Tôi nói tôi đi bận rộn cho công việc gia đình, tôi nhờ bà qua nấu ăn giùm cho cha con tôi ăn. Bà nấu cái kiểu gì? Bây giờ phi cảnh với con gái tôi. Để tôi nói... con, để con nói tiếp cho. Nói đau quá thì ngồi ngủ nghỉ đi. Trời ơi, nói gì kỳ vậy? Dì hai, trời ơi, dì làm sao vậy hả? Tôi làm dì sao? Dì nấu ăn cái gì? Dì bỏ cái gì vô mà ba con với thằng Phi Khanh ở nhà từ tối hôm qua tới giờ tào tháo rửa. Trời ơi, tôi nói nha, mọi người kỳ quá à. Ăn ở đâu tầm bậy tầm bạ, xong rồi giờ nói tôi là coi như nấu ăn rồi bị đau bụng, bị tiêu chảy, tào tháo rửa. Trời ơi, kỳ gì mà kỳ. Trời, đây 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 nè, con làm chứng nè, hôm qua giờ nhà bển có ăn gì đâu, toàn ăn đồ của cô nấu không á. Trời, không biết ăn gì á mà đau quá trời đau. Chị phải đổi rồi. Trời ơi, hả nữa hả? Trúng thực rồi, thơ nhà rồi. Bậy bạ quá, bà làm ăn bậy bạ đó. Bây giờ nè, tôi báo công an thì qua đi hốt bà nè. Tôi đi. Đúng rồi, lên phường báo công an đi. Làm lớn vụ này lên đi. Đứng lại. Làm lớn vụ này lên đi. Qua ngước cho tôi qua. Trời ơi, ăn ở đâu rồi giờ nói là tôi. Rồi ăn là bị tiêu chảy rồi bỏ tù tôi. Trời ơi, trời ông trời ngó xuống mà coi. Người ta ăn ở đâu giờ vu oan giáo họa vô tôi nè trời. Rồi bắt tôi nè trời ơi. Ông ơi, cái chuyện mà cho chị hai ra riêng xong rồi mở quán ăn chắc tôi nghĩ từ từ tính lại đi. Chứ hả, chị mà ham rẻ, chị mua đồ ha không có chất lượng rồi người ta ăn vô có cái chuyện gì là hai vợ chồng mình là bồi thường cho người ta chết luôn đó. Ừ, tôi cũng thấy vậy đó. Ừ. Hai. Gì? Âm mưu của hai đúng không? Mưu gì? Đúng không? Mày nói gì xà lơ mày? Nè, tôi không nói xà lơ đâu nha. Chị mới là xà lơ đó. Tụi bay tưởng làm sao? Tụi bay tưởng là tao thua bay à? Không có đâu, tao đẻ ra tụi bay được mà. Vợ quýt dày có móng tay nhọn con ơi. Chị nói cho em nghe nè, cái hợp đồng này đó là chị đã soạn kỹ hết trơn rồi. Trời ơi, tất cả vì quyền lợi của khách hàng thôi. Mà tốt lắm nha, cái bảo hiểm này là cái bảo hiểm tốt vô cùng.
mà với em là rất cần thiết cho em luôn đó nghe. Mà nổi cái tên thôi, nổi cái tên thôi là em thấy là cần thiết rồi, tích lũy cho tương lai. Ừ, hay không, hay không? Chị Lộc, vậy 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 em thấy chị mắc cừ quá chị Lộc hả? Em thấy chị là mắc cừ thiệt luôn á. Sao? Bởi vì nhiều khi em suy nghĩ là ví dụ mà chị làm như vậy mà chị không ngại, mà tính mức mà em ngại luôn á, mà chị không ngại gì luôn á. Gì ngại? Mỗi lần á mà doanh số của chị mà sụt giảm mà chị không có đủ doanh số là tháng nào chị cũng qua. Chị cũng dụ em mua hoài luôn mà em không có mua. Mà chị cũng ngồi chị nói lại từ đầu. Chị nói như là mới lần đầu chị nói với em luôn. Chị hay thiệt luôn á. Không phải. Em là ngại giùm chị luôn á. Không phải, trời ơi à. Em đừng có à, trời. À, là xong rồi đó hả? Nè là lợi ngồi nghỉ đi, không phải lại đây nói nghe. Trời ơi, em đừng có nghĩ như vậy, em cứ nghĩ như vậy là không có đúng cho chị. Chị á là người có tâm đó, chị luôn luôn là nghĩ cái điều mà có lợi cho khách hàng. Chị thấy em cần khoan từ nãy nhiêu ký em quên. Thôi con lợi đi. Trời đất ơi. Quá gì trời. Nãy rồi chị nói em quên rồi. Ừ, chị đâu có để ý đâu, chị đang nói cái hợp đồng bảo hiểm của chị mà. Nè chị nói em nghe. Bây giờ đầu tháng ha, nhiều khi em không mua, đúng không? Nhưng mà hả, chị rất kiên nhẫn luôn. Chị cứ nói hoài, nhiều khi tới cuối tháng cái em thấy nó cần thiết, cái em muốn mua thì sao? Bởi vậy chị chăm chỉ cái chuyện đó lắm. Mà tại sao? Tại vì tất cả vì quyền lợi của khách hàng. Em hiểu chị nói không? Mắc cái gì mà không mở miệng ra nói chuyện hả? Nè tôi chửi người ta mà tôi khan tiếng luôn mà ông vẫn nín thinh làng sao? Hả? Phải, tại người ta nói đúng mà mình đâu cãi được. Đúng vậy. Ý nói tôi mập phải không? Không, không phải, nhưng mà đối với người ta mập, nhưng mà đối với chồng là vợ là quá tuyệt vời rồi. Nói. Còn cái vụ mà đi đòi nợ cũng gì nữa. Bây giờ con vợ mình đi vô trong nhà người ta mình đòi nợ đi, phải không? Thì mình ít nhất mình cũng phải đi vô, mình nói thêm, nói bớt gì đó để người ta trả tiền. Cái này cũng êm re đứng một góc, không bước vô nhà. Sợ cái gì vậy hả? Không phải sợ, tại vì vợ vô đòi nợ hầm hố, hung dữ giang hồ quá. Thì chồng phải hiền dịu lại chứ, lỡ như người ta quýnh vợ, người ta nói ông này không hiền thôi, quýnh bả tội nghiệp, đúng không? Trời ơi, không có nhờ anh được cái gì hết trơn á.